Chính phủ Syria sẽ xây một bản sao của đền thờ Hagia Sophia. Chính phủ Syria có kế hoạch xây dựng một bản sao của đền thờ Hagia Sophia với sự hỗ trợ từ Nga như một sự phản đối quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ biến nhà thờ chính tòa Byzantine nổi tiếng trở lại thành một đền thờ Hồi giáo. Theo truyền thông Lebanon, Đức Giám mục Nicola Banbaki, Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp của Hama, sẽ phê duyệt việc xây dựng một nhà thờ mới, được xây dựng như một bản sao của đền thờ Hagia Sophia tại thành phố Sukalamia, nơi có đa số dân theo chính thống Hy Lạp. Thời báo thành phố Hy Lạp cho biết ý tưởng cho nhà thờ mới bắt đầu từ Nabeul al-Abdullah, một nhà lãnh đạo của lực lượng quốc phòng nhóm ủng hộ chính phủ Syria. Abdullah đã hiến mảnh đất, trên đó nhà thờ mới sẽ được xây dựng. Ông cũng bảo đảm chấp thuận dự án, cũng như sự hỗ trợ từ các quan chức Nga hiện đang giúp lên kế hoạch xây dựng nhà thờ. Nga đã hỗ trợ chính phủ Syria chống lại phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía tây đất nước trong cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria. Đền thờ Hagia Sophia, sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được xây dựng vào năm 537 như nhà thờ chính tòa của tòa thượng phụ Constantinople. Năm 1453, sau khi đế quốc Ottoman chiếm thành phố này, đền thờ bị biến thành đền thờ Hồi giáo. Năm 1934, đền thờ được chuyển thành bảo tàng viện. Ngày 10 tháng 7, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký sắc lệnh biến nó thành đền thờ Hồi giáo. Và ngày 24 tháng 7 vừa qua, buổi cầu nguyện đầu tiên của Hồi giáo đã diễn ra trong đền thờ. Các vị lãnh đạo tôn giáo trên toàn thế giới, trong đó có Đức Thánh Cha Francisco, đã lên án việc thay đổi này. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất đau lòng khi đền thờ Hagia Sophia bị biến thành đền thờ Hồi giáo.